Rồi cho anh em tiếp tục thì em test con mâm than BL30L2 La Mã cho anh khách ở Hóc Môn nha anh em nhé. Anh ấy cùng với một cái loa bạc xi bóc của DB của Tích nha. Đó. Thì đây là con mâm nè, anh chọn luôn hai cái đĩa ha. Một cái đĩa ly rượu mừng nè. Ly rượu mừng xuân nè, này hàng mới ha. Và một cái đĩa tổng hợp các ca sĩ Chế Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan, Tuấn Vũ nha, Thiên Trang, Phượng Mai, Vũ Linh. Đó. Đúng không? Ha. Rồi về con mâm than đây là em test nè, con này sử dụng kem MC cho nên chất âm rất là hay anh em nha. Nếu mà chúng ta chỉnh không đúng thì nó sẽ bị ù, có nghĩa là ở trên con âm ly chúng ta phải chuyển qua MC thì tiếng nó mới ra hay, còn để em thì nó sẽ ù. MC là một dòng kim cao cấp ha, em thì nó rẻ tiền nha. Rồi con này được cái là anh em biết gì không, nó auto bấm cần lên xuống nó rất là êm ha, anh em thấy nó êm không, khi nó lên và nó xuống này nó rất là êm đó, nó không có làm cái bụp giống như cái dòng kia hả, mà lớn nè hả, tiếng rất là em. Giờ em cho ngưng kim nè, đó nó không có ù ì ha. Đây dời qua bấm xuống bảng tiếng rất sắc nét anh em nha, kim em tiếng rất hay. Con kim này là kim Bioner Jean MC theo máy luôn anh em nha. À, rất là hay, cái kim này không hết mấy triệu rồi à, nhưng mà kèm về máy thì em bán nguyên bộ vậy ha. Tiếng rất sắc nét, em đang ghép với tay nồi canter và con âm ly đàn ông thôi nè. Chế đàn ông đây nó có đầy đủ kim, em chơi lút man cũng được ha, tại đàn dây đang chiếu chiếu. Rồi thì tới đây chủ yếu là sáng nay em test cái mâm than này cho nó lên đường nè, cho nó ra Hóc Môn chơi thôi. Đấy ha. Rồi em sẽ lên tiếp những cái con khác nha, anh em có nhu cầu cứ gọi ngay cho em ha. Chào anh em, chào các bác.